chương một một anh là thế nghe chọn bộ tại mê truyện audio com dù có đi đâu mãi trong tim em vẫn ghi lại ký ức về e nhanh đào hoa như thế lăng nhăng như thế nhưng với em anh luôn thật lòng ngầm xin lỗi chỉ vì một hiểu lầm chỉ vì phút bốc đồng em quát anh em bắn anh rồi bỏ rơi an ba năm đi qua anh vẫn yêu em chờ em chương 1, 2, nghe chọn bộ tại mê audio com, kỳ băng tôi đây, chuẩn bị xe chờ tôi đi xe anh hay xe tôi cô giỡn với tôi à? Xe anh là chắc rồi đừng bao giờ ngồi lên xe tôi, cô dám chu kỳ băng là một sát thủ giỏi được đào tạo từ nhỏ, từ năm 15 tuổi đến nay cô đã đi theo bảo vệ Dương Thạc. Con trai Dương Khải uy chủ của công ty bất động sản lớn toàn cầu. Kỳ băng có thân hình mảnh mai nhưng tính cách của cô lại khá mạnh mẽ và có một chút bướng bỉnh. Dương Thạc lớn hơn Kỳ băng 6 tuổi, không hổ danh là thiếu gia nhà họ Dương vị tổng tài trẻ tuổi đã làm sao xuyến bao trái tim thiếu nữ bởi ngoại hình và khuôn mặt anh Tuấn của mình. Nhưng có lẽ với nguyên tắc của mình là không cô gái nào ở bên cạnh anh quá hai ngày, bởi vậy Kỳ băng rất ghét tính kiêu ngạo của hắn ta. Em trai hắn là Dương Phong luôn học hỏi làm ăn không lăng nhăng như hắn nên không đông đảo fan như hắn. Chiếc Audi R8 chạy ra khỏi gara dừng trước cửa biệt thự, Dương thạc mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean làm tôn lên chiều cao và thân hình cường tráng của một mỹ nam thời đại. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa bước lên xe, kỳ băng chạy ra đường phố Mỹ đợi khi hắn nói chuyện xong cô mới hỏi hắn muốn đến đâu quán ba ma mông lại là quán ba cô có đi hay không mà nói nhiều thế anh có giỏi thì lái đi đến quán cô để dương thạc xuống xe, cô tìm một nơi thích hợp để đỗ xe rồi mới vào quán. Khi cô bước vào ai cũng nhìn ngắm cô, thân hình mảnh mai với chiếc quần jean dài và chiếc áo sơ mi sọc ca dô thắt ngang bụng làm tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu nâu dưới hàng long mi quyến rũ tạo cho người nhìn tưởng chừng đôi mắt cô biết nói ánh đèn neon nhiều mà chiếu lên khuôn mặt trắng noãn của cô làm người nhìn như các thiếu nữ ở đây cũng phải ghen tị, mái tóc đỏ xõa dài mới chính làm điểm làm mọi người chú ý đến cô. Chưa ai từng nghĩ một cô gái dịu dàng lại chọn cho mình màu tóc đỏ nhẹ cá tính. Kỳ băng bước đến bàn Dương Thạc đang ngồi vào đứng cạnh hắn, bạn bè Dương Thạc ai cũng chú ý đến cô làm cô rất khó chịu vì người khác nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ bao nhiêu thì ánh mắt đầy dục vọng của mấy tên này lại hạ thấp cô bấy nhiêu. Nhất là tên Diệp Phi chết tiệt. Hắn mồ côi từ nhỏ năm 17 tuổi được gia đình của một người Mỹ nhận nuôi, không lâu sau hai vợ chồng qua đời để lại cho hắn một cơ ngơi rộng lớn với công ty kiến trúc hoàn hảo. Nhìn qua hắn rất đẹp trai nhưng chỉ có cái tội trăng hoa chẳng khác gì Dương Thạc. Người ta nói đúng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chẳng qua không biết tên nào gần tên nào trước mới thành ra như vậy thôi. Mỗi người trong bàn này đều là bật quyền cao chức trọng, mỗi người ôm một cô có người những hai cô, nhìn mà muốn nôn ra cơ đấy. Mà các cô gái ngồi kế bọn họ cũng chẳng phải gà móng đỏ đâu, bọn họ là con gái nhà quyền quý đấy chứ thế mà cứ bám lấy bọn đàn ông cỏ rác này làm gì chứ? Kỳ kỳ cô uống với tôi một ly được không? Xin lỗi Diệp thiếu tôi đang làm việc thạc à, cậu xem có phải là cậu quá ép chế người ta không? Kỳ Kỳ hay em về làm vệ sĩ cho tôi được không? Xin lỗi nhưng từ nhỏ tôi đã có trách nhiệm bảo vệ Dương Thạc thiếu gia rồi tiếc quá. Dương Thạc hiểu ý ngầm của Diệp Phi từ khi làm bạn với hắn đến nay mặc dù bên cạnh có bao nhiêu mỹ nữ thì khi thấy Kỳ Băng hắn coi như thấy báo vật anh luôn cố nghĩ từ lúc cô bắt đầu theo anh đến nay anh chưa từng cảm thấy cô có nét nào quyến rũ thế mà cứ lần nào cô theo bảo vệ hắn cũng có cả tá người nhòm ngó diệp thiếu kết không đẹp sao mà cứ phải nhòm ngó vệ sĩ của tôi vậy thạc à cậu nhìn xem ở đây cô gái nào đẹp hơn kỳ băng đâu chứ kết của cậu cũng đẹp ấy chứ cô gái này à chỉ làm ấm giường tớ thôi còn tớ muốn kỳ băng là tình nhân của tớ cơ đấy Vừa nói hắn vừa nựng mặt cô gái bên cạnh, cô gái tên kết đó chẳng những không buồn mà còn cố tỏ ra thích thú khi là dụng cụ ấm giường cho anh ta sao? Nực cười, muốn cô làm tình nhân của anh ta sao? Đánh lại cô đi hãy nói. Chương 2, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com từ khi đưa hắn và cô gái kia về biệt thự Kỳ Băng vẫn ở ngoài vườn tập võ và đánh bao cắt nhiệm vụ của cô là bảo vệ hắn nên không tập luyện thường xuyên cô e là mình không thể làm tròn trách nhiệm. Từ khi cô theo bảo vệ hắn đến nay cũng đã 4 năm rồi, thói quen của tên đó cô còn lạ lẫm gì, đêm nào mà không phải mang về một cô để làm ấm giường như Diệp Phi nói thì chắc hẳn đêm đó hắn không ngủ được cô chỉ sợ nguy hiểm không đến trước mặt mà đến từ mất cô gái vây lấy hắn từng đêm thì có cô mong sao có ngày hắn bị mỹ nhân kế làm cho thân bại danh liệt mới thôi. Cở hắn thì chắc không thân bại danh liệt vì phụ nữ đâu vì hắn là sắc lang, đại sắc lang cơ đấy, cứ thử nhìn cách hắn dụ dỗ con gái nhà người ta xem vừa tập lại vừa suy nghĩ này nọ làm kỳ băng đỗ mồ hôi không ngừng, may là cô đang mặc một chiếc quần thể thao ngắn và một chiếc áo ba lỗ màu trắng không thì chắc nóng phát điên. Cũng may là thời tiết ở Mỹ luôn mát mẻ, cô đã ở dưới khoảng trời này từ khi cô được đem về Mỹ năm 4 tuổi. Năm đó sau khi dự đám tang của cha mẹ mình cô đã theo ông nội sang Mỹ nhập cư và chuyển sang quốc tịch Mỹ, đến năm cô 5 tuổi thì ông nội qua đời cô phải vào cô nhi viện trong một năm dài nhốt mình trong con người vô cảm lạnh lùng đến cuối tháng 9 cô được một tổ chức đến nhận nuôi và được đào tạo thành sát thủ. Đến năm 15 tuổi cô được tổ chức đưa vào nhà họ Dương. Ha ha cuộc đời chớ trêu con người đến nay đã 19 tuổi mà cô vẫn chưa nguôi được cảm giác từng ngày tháng của ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí cô như một luồng gió cứ hiu hiu thổi mãi không ngừng ngồi dưới bãi cỏ nghỉ ngơi, đang lúc khóc cười không rõ, sau gáy cô chợt thấy lạnh rồi lại ấm dần bởi hơi thở của ai đó phả vào lỗ tai mình, cô đang nghĩ đến Diệp Phi ấy à? Cô bật dậy thật nhanh, cách xa tên biến Thái Dương thạc ra, hắn mặc một chiếc quần sọc có bông nhiều màu như kiểu người Hawaii hay mặt đi biển. Phần trên không mặc gì làm người ta bỏng mắt với từng múi bụng săn chắc bờ vai rộng với cánh tay to đúng là người đàn ông lý tưởng để phụ nữ dựa dẫm chiết tiệt cô đang nghĩ gì vậy ha 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 anh cười gì chứ tôi biết tôi rất đẹp trai nên cô không cần phải ngơ ra vậy đâu anh rất đẹp trai nhưng đối với tôi anh chỉ là là gì tôi không muốn nói ha ha ha, ha cô có nói không vậy hả cô đi lên phòng hắn cũng không ngại lãi nhãi theo sau xem rốt cuộc hắn là gì đối với cô cô vào phòng đóng cửa hắn cũng không ngại đập cửa inh ỏi nhưng cô mặc kệ làm gì thì làm đi tắm cho thoải mái trước đã tắm ra cô mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo hai dây bằng thun đen đứng trước cửa phòng xem ra hắn không có tính nhẫn nại cho lắm nên cô nhìn quanh dãy lầu không có ai cô quay ngược lại phòng oái anh vào đây bằng cách nào nhà của tôi tôi vào bằng cách nào cũng cần nói cô biết sao nhưng đây là phòng tôi nó nằm trong nhà tôi anh muốn gì đây cô nghĩ cô là người thế nào ha ha tôi chỉ sợ nói ra anh sẽ không dám nhìn mặt tôi đấy nói xem khục khúc anh là người đàn ông thành đạt, đẹp trai nhưng vô dụng, lan nhăng, không mạnh mẽ. Ẻo lã và đặc biệt anh rất giống gây sao một tràn sỉ nhục thậm tệ kỳ băng vẫn nhăn răng cười khoái chí mà không biết là sắp có chuyện xấu xảy ra với mình. Sắc mặt Dương Thạc không còn gì là tệ hơn nữa như vừa mới trông lò than đi ra vậy mà anh đang bốc hỏa với hai từ ẻo lã và gay kia. Chu kỳ băng cô muốn chết rồi phải không? hắn tiến lại gần kỳ băng bằng cách tự vệ cô thủ hai tay theo kiểu thường đánh võ lùi về sau vài bước nhưng không may vì đụng trúng giường nên cô ngã xuống nệm vừa định chống tay đứng dậy thì thân thể cường tráng của dương thạc đã áp chế cô với tình thế này dù đã cố vũng vẩy và có dùng bao nhiêu thế võ cũng không thoát khỏi hắn lần này không không xong rồi chương ba nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cô dám xem tôi là người ẻo lã sao tôi nói theo cách tôi thấy thôi nếu không sao anh lại cần một cô gái như tôi bảo vệ chứ á à, bỏ tôi ra an đang làm tay tôi đau đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt cô là sát thủ mà phải làm thế nào mới khiến cô thoải mái đây không bỏ tôi ra nếu không anh đừng trách xem cô làm được gì khi ở dưới thân thể tôi dương thạc dương thạc anh ở trong đó sao em vào đấy nhé chết tiệt lúc cô gái kia mở cửa vào thì dương thạc đã xuất hiện ở cửa kéo cô gái về phòng mình để lại kỳ băng nằm trên giường với hơi thở dồn dập mắt cô vẫn còn ở to vì chưa tin được với tình thế lúc nãy cô có thể làm được gì nữa chứ chỉ còn đợi hắn ta sau một hồi tỉnh táo cô mới bật dậy bàn tan nắm chặt lấy ra giường tốt lắm dương thạc tôi xem sau này anh sẽ sống thế nào á à? Đồ chết tiệt sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong cô lấy xe ra khỏi biệt thự, chiếc Aventador chạy với vận tốc cao lướt nhanh trên mặt đường đến vùng ngoại ô nước Mỹ. Ở đây có một ngôi nhà gỗ cạnh thảo nguyên, ngôi nhà không to nhưng nhìn quanh thì rất đẹp và đơn giản. Trước nhà những bụi oải hương thơm ngát đung đưa trước ngọn gió mềm mại thổi qua nhẹ nhàng, từng ngọn gió chơi đùa với mái tóc của Kỳ Băng hôm nay vẫn như mọi khi vẫn là một chiếc áo sơ mi sọc ca dô thắt ngang bụng với chiếc quần jean và đôi giày cao gót. Đình 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 welcome her to find someone, xin chào cô đến tìm ai. Đóng ngoặc đơn gạch nối. Liz, if it not Ryan how, làm ơn đây có phải nhà của Ryan không? I invited her into the house, I would go for her master, đúng mời cô vào nhà, tôi sẽ gọi cậu chủ cho cô, ngôi nhà này xem ra ấm cúng lắm. Ryan tên tiếng Trung là Hàn Nhuận cũng là người trong tổ chức sát thủ. Cô và anh ấy từ nhỏ đã thân với nhau nên khi có chuyện buồn đều cùng nhau tâm sự. Anh ấy mới chuyển đến Mỹ mấy tuần nay thôi vì lúc trước anh ấy ở Pháp, lần này anh ấy về đây nghe đâu là ở cùng ba mẹ. Gia đình anh rất giống cô ba anh mang quốc tịch Mỹ nhưng mẹ lại là người Trung Quốc cơ đấy, xem ai đến đây anh. Anh khỏe chứ, lần này anh sẽ ở đây luôn sao? anh rất khỏe nếu không có gì thay đổi anh sẽ ở đây hai bác đâu rồi anh ba mẹ đi du lịch rồi em cũng biết đó có thời gian là đi du lịch em nhớ lúc mình còn nhỏ không ba mẹ anh còn chở chúng ta đến một cánh đồng hoa oải hương nữa sao em quên được những ngày tháng tuyệt vời đó chứ nói về em đi nghe nói em làm vệ sĩ cho con trai nhà họ dương a Đừng nhắc nữa anh, anh biết không nói là vệ sĩ thế mà làm người hầu cho hắn cơ chứ, nhưng đó cũng là nhiệm vụ của em, tại sao tổ chức lại đưa em vào nhà họ Dương a? Tại lúc đó em là người được đào tạo bài bản và khắc khe nhất với lại lúc đó tụi anh cũng đang làm nhiệm vụ nên em phải đi thôi ài. Hai người họ nói chuyện một lúc lâu, Kỳ Băng chợt nhớ ra sáng na tên Dương Thạc có cuộc họp hợp đồng lúc 10 giờ, thôi rồi 9 giờ 30 phút, tay lái của cô không tồi chắc còn kịp xin lỗi em có việc gấp khi khác em sẽ đến chơi. Bài anh nè từ từ thôi kỳ băng sử dụng ta lái, có nghề, của mình chạy gấp về biệt thự, tiếng động cơ vang trên đường như con sói đen dũng mãnh cố chạy nhanh tóm lất con mồi. Xe chạy khuôn viên biệt thự là lúc 9 giờ 45 phút, Dương Thạc mang bộ mặt hình sự nhìn kỳ băng chạy ngang qua mặt hắn, cô vào trong gara chui vào chiếc Audi chạy đến trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc leo lên xe mang theo luồng âm khí nặng nề vào trong, suốt từ nhà đến công ty hắn chẳng nói năng gì. Lần này là chọc giận hắn thật rồi, mặc dù hắn có hơi lang nhăng nhưng đối với công việc chưa bao giờ lôi thôi. Hắn đối với công việc là một lòng kỹ cương và có quy tắc. Dù cô có ghét hắn vì chuyện tối qua đến cỡ nào thì cũng không nên phạm vào đại kỵ này, cô chạy xe vào kia và lên phòng của tôi đợi ở đó, tôi biết rồi chương 4, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com kỳ băng ngồi trong phòng làm việc của dương thạc cũng hơn nửa giờ cô chỉ biết ngồi đôi mà không hiểu vì sao không bỏ đi đúng cô đã phạm vào quy tắc của hắn nhưng chưa hẳn cô sợ hắn nếu vậy cô ngồi đây làm gì phạm vào quy tắc làm việc của dương thạc đây là lần đầu tiên bởi chính hắn áp đảo tinh thần cô kia mà thế nên thái độ làm việc của cô có chút sơ suất thì lấy gì sợ nhỉ chào tổng giám đố câm thanh vang lên ngoài cửa là của thư ký hắn ta vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng đang dần mở dương thạc bước vào bàn làm việc không đá động gì đến cô trong khi cô đang chăm chăm nhìn hắn vì chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ đi đời với hắn hắn ngồi xuông bàn làm việc lấy hồ sơ xem xem gì đó vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế cô lại đây hả lại đây cô vẫn theo bản năng mà đi đến bên cạnh hắn bỗng hắn siết chặt tay cô kéo thân hình mỏng manh của cô về phía hắn cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc được khoát bên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng không hề che giấu đi được sự mạnh mẽ của một nam nhân trên cơ thể hắn Cô úp mặt vào ngực hắn, hơi thở dồn dập với từng mùi hương của bạc hà sông vào mũi cô, cô đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng không tài nào ngăn được sức mạnh to lớn hơn cô. Tôi đã nói với cô về quy tắc của tôi rồi chứ? À, chẳng phải cô đã biết từ 4 năm trước rồi sao? Tôi đã đưa anh đến đúng giờ rồi còn gì, no no. Tôi luôn đến công ty trước 15 phút làm việc, sao cô quên nhanh vậy? Hay bận gặp người tình nên quên? Tiếng nói của hắn kéo dài cùng sức mạnh đôi bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, cô không cả thấy đau nhưng sao cô lại cảm thấy sợ hãi trước hắn. Chừng ấy na sống ở nhà họ Dương cô vẫn luôn sợ một người là hắn. Vì hắn là một con người không lườn trước được. Hắn luôn biết mọi tung tích của cô, hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết được hành tung của cô vì cô là một sát thủ nên ít khi bị sơ hở. Thế mà tôi đã nói là không cố ý mà. Cô có biết không, nếu cô cố ý thì tôi đã không nói năng dài dòng với cô rồi. Bởi vì tôi không thể nhịn được khi cô thoát khỏi tay tôi nhanh chóng như vậy. Và hơn hết là chính cô luôn là người phá vỡ những quy tắc do tôi đặt ra. Hừ a, à, Bịch bị chắn hất cô ra, cô bị sức mạnh của hắn áp chế nên văng ra kệ sách, lưng cô tiếp vào những thanh gỗ trên kệ sách, có vài cuốn sách rơi trúng cô và rơi xuống đất cô nhìn hắn và quay ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại Dương Thạc nhếch mép cười. Quay ra lái xe và chạy thẳng về biệt thự, quản gia Kim hỏi cô có muốn ăn gì không cô cũng chẳng vui lòng trả lời câu nào. Tâm trạng cô hết sức buồn bực, lấy điện thoại gọi Hàn Nhuận hẹn anh ra một quán ba lúc 6 giờ chiều. Cô buông điện thoại và ngã xuống giường ngủ một giấc sâu. 6 giờ quán ba Âu Thao Anh à? Sao con người ta luôn kỳ lạ như thế? cảm xúc luôn khác thường không lường trước được kỳ kỳ em có thật là em không vậy từ nhỏ em đâu quan tâm tới mọi người xung quanh em không biết dường như ở bên cạnh một người lâu quá sẽ nãy sinh tò mò về người ấy ha <laughs> ha hôm nay em khác thường lắm nha biết yêu rồi à ế nhuận anh nghĩ em sẽ yêu ai ngoài bản thân mình sao sao biết trước được à hai người ngồi ở quầy ba nên không để ý xem ở một góc phòng đang có một người nhìn họ với ánh mắt biết cười alo Thạc à, câu biết tớ đang thấy gì không? 7 giờ, Sai Kỳ Băng bây giờ đang ngã gục trên quầy ba và lãm nhãm với Hàn Nhuận về mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặt cô đỏ ửng lại còn quơ quơ cái tay nói nói không khác gì mấy kẻ thất tình tìm rượu giải sầu, Nhuận. Anh biết không ba mẹ, ông nội đều đã dành rất nhiều tình yêu thương đến em, nhưng sao bây giờ em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào của cuộc sống xung quanh nữa? Tại sao vậy anh? em say rồi anh đưa em về ơ ờ, tôi sẽ đưa cô ấy về cảm ơn anh nhưng anh là dương thạc cảm ơn dương thiếu nếu anh đưa cô ấy về luôn thì tốt quá cha sóc em gái tôi cẩn thận khi say nó sẽ sốt đó chào anh được chào dương thạc đã đến đây từ lúc tên diệp phi lẻo mép nói sẽ đưa kỳ băng đi vì cô ấy đang ở trong tầm mắt của hắn ta bất quá anh phải đến nếu không người của anh sẽ dễ dàng bị kẻ khác đưa đi đối với anh kỳ băng đơn giản chỉ là vệ sĩ không hơn không kém chỉ là từ khi diệp phi và nhiều người khác để ý đến cô lại làm cho anh thật sự khó chịu